Mến chào quý vị và các bạn. Trong video tiếp theo này, mình giới thiệu đến quý vị và các bạn về những hình ảnh của cây mù u. Quý vị và các bạn đang thấy ở đây là một cái bông mù u có màu trắng rất là đẹp. Ở miền Tây Nam Bộ thì cây mù u thường mọc dọc theo những cái bờ sông. Và đây là một cái loại cây có cành thấp, có tán rộng nhưng mà phát triển tương đối chậm. Về lá của cây mù u thì là thuộc loại lá cứng và có rất cái nhiều gân phụ ở trên cái lá. Lá mù u cũng được trẻ con miền Tây hái về để sử dụng làm tiền giả trong việc chơi nhà chòi, hoặc là hái về để cắt hình của những con cá, những chú chim. Đặc biệt là bông mù u thì rất là đẹp. Đây thuộc một cái loại bông nhỏ có màu trắng tinh khiết, bao quanh là nhụy vàng, ở giữa giống như là bông mai. Nó cũng có một mùi thơm thoảng ra, rất là nhẹ nhàng. Về trái mù u thì nó có màu xanh nhạt, rất là tròn. Bên trong nó cũng có một cái hạt tròn. Đến cuối mùa thì cái trái mù u chín chuyển sang màu vàng hoặc là nâu sậm. Trẻ con ở miền Tây thường hái trái mù u hoặc là lượm trái mù u chín về để làm đạn bắn bi, hoặc là có một số trẻ con khéo tay hơn thì chọn cách là mài gọt để làm những chiếc gáo hút nước trong việc chơi nhà chòi. Cái gáo mù u thì giống hệt như là cái gáo dừa, dùng để múc nước, nhưng mà cái này nó là một cái loại nhỏ xíu thôi, nhìn nó rất là dễ thương. Về thân của cây mù u thì được người dân miền Tây sử dụng để cất trại, che nắng che mưa cho những chiếc ghe xuồng. Về gỗ của cây thì rất là tốt, nó có tinh dầu chống được mối mọt. Đặc biệt đối với những gốc mù u lớn thì được người dân miền Tây chọn để cắt và làm thớt. Do cái sớ của cây này rất là nhiều và chằng chịt nên thớt mù u được sử dụng rất là bền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển nhé.